đứng mép mép bên tự né cái bảng số nhà. Tự nhiên quá. Cái lá bí ở cái to quá. Xăng là rộng ghê ha. Ui ui cái ớt kìa. Cái ớt trái quá trời luôn à. Ngắn chua ngay nữa. Dưa nữa nè. Ôi ớt trái quá trời luôn. Đó. Đây nè, kêu là cái gì? kho báo luôn trong đây. Cái gì cái biến hồi nè. Đấy hay mấy cái dưa kìa, dễ thương quá vậy. Lá ôm sùm nữa kìa. Ủa kìa, dưa hấu nè, dễ thương quá. Dạ giống rau sam á. Dạ bông gì mà dữ vậy nè. Ừ. Là tém cái lá gì mà mới. Lát về lặn. Trước khi về lặn. Ngổ mình tưởng cái này. Không, nó mập vậy á. Ngổ nó mập vậy. Trời dễ thương á. Đó bữa em nói là kêu ấy thanh long đây nè. Cái trên kia cái khả năng nó sát sát cái con trái nhỏ giống như hai dưa thường á. Thì đừng mà canh. Như đây hắn đừng. Rồi. Đi tham quan nhà anh họ. Quay hết luôn. Này bên hông nè, đẹp ha. Trời ổi ha. Ổi này mà màu hồng nữa là đẹp ha. Ôi. Cái này. Cái gì? Ừ. Sao của mình mua cái năm rồi không thấy ra trái ha. Ổi xá lị được của mình á. Cây mận. Mắm cầu. Sao bu chê nè. Sưng xăm long. Ớt gì ớt quý tộc nè. A chi nè. Cái gì cây cái gì quên ơi. Càng cua nè. Cao quá vậy. Lá lốt to ghê luôn ha. Cái cây này giống cây mãng cầu hay cây bình bát vậy cô? Bình bát. Trời ơi, cái lá càng cua to vậy. To ghê hả. Ủa vậy ơi. Tưởng con ông. Đây là cái bên đây xăm long mà hiếm lắm hả con. Gì xăm láng xăm trơn vậy thì có nhiều xăm rừng yeah. Cái này xăm long ít xăm ít tới ai trồng có trái ngộ ha trái bông trái bông ngộ ha nó rớt rồi nó rụng rồi con rụng luôn á lát sinh vài trái vậy chanh ôi trời to gì nãy con bóc cái trái kia không to gì nãy bóc cái kia nè có một ba tay nãy quay hai trái kia. Có cái này cái vàng nè. Để cứng đừng hái. Hả? Không trái vàng nè, ý trái vàng. Vàng đậm nữa kìa. Quay trong nhà. To quá hả? Nhìn nó trái trái mỏng vậy. Thấy trái mỏng hả? Sâu ghê quá. Đi coi nha. Quay đi lỏng. Dạ không.
ba ngày nổi lên nè. Ủa cái cây này hôm bữa cái hình xanh nó nhỏ, sao bữa nay nó cao quá con. Cái gì cái này là cái gì quên rồi, cần tầng địa lá. Cô nói cái này rau đắng Nhật. Mà em nói mua cái này nè, gắt lên ấy trồng cái bông kiển, bông 10 giờ á. Tháng tới lên hái. Ôi đãi hả? Ô ca. Cái này mà bổ ra mà nó hường hường giống hồi xưa là cái ngon ha. Xá lị hồi xưa con nó thơm á. Bây giờ bên Việt Nam cũng không có, không có thơm bằng hồi xưa. Nhưng mà cũng không có thơm, hường hường không có thơm bằng. À, cái lá từ nó dài nó to. Quá thường. Lá to. Rồi kho tàn bí mật. Ôi vậy nè. Lá dứa nè. Ở Mỹ mà trồng được lá dứa nha là siêu quá. Cây con quá chừng. Đợt có chụp hình đăng lên. Đăng lên đẹp, thấy đẹp đăng lên thôi. Nhiều người vô nhắn tin hỏi quá chừng luôn. Nói đăng lên của cô, đăng lên thấy đẹp quá chụp, xin chụp đăng lên thôi. Nói không bán đăng chi. Đó, dạ con nói thấy đẹp quá đăng lên xin câu chụp á, đăng lên nữa đầu nhắn cái tin hỏi quá chừng luôn. Cái này cũng chưa có nào để cò đẻ. Chưa có nảy con. Không muốn lên hình mà cứ đứng ngáy hoài. Cái cô chưa cho cái đó, chưa. Bao nhiêu chậu ta? Điểm bao nhiêu chậu? 2 4 6 8 10 12 14. Này chắc hơn 50 chậu hả con? Ôi chiếc cành ớt nè, tràn ơi thấy ham ghê luôn. Lấy quay rồi nè. Ồ cả nguyên một bẻ luôn nè. Ồ nhìn mê ha. Ồ nhìn hấp dẫn ha, đẹp ha. Nãy tính tiền mua 5 bó rau 10 đồng. Ủa sao mua gì mà dữ vậy? Nó người tính tiền nói 2 đồng bó chị. Nó ủa vậy? Ông đồng bốn mấy đồng sáu mấy giờ 2 đồng bó. Bó rau sống à. Thằng nguyên cánh giống như là gì cái cánh đẹp ghê luôn à. Nãy giờ quay hoài nó cái cây ớt bông sống đời. Giống như đứng nói chuyện hồi nó mới phát hiện ra giống như uống như là con cá heo. Cá heo vậy hả? À, sao? Này xứ Thái Lan nè. Cái này cô bẻ chứ không phải mình bẻ nè. Ha. À, giống ha. Nó uống ra ớt không được mà sưu tập ớt. Ớt xiêm. Nhiều quá chừng không biết cái loại nào luôn. Cái này ổi, cô cả lá. Mình dạy chồng nó ăn được rồi. Chúc nó cô cho mấy cái mạng. Ủa đủ của chồng coi, tụi con có qua mấy cây rồi cô? Hả? Đủ. Ở dưới tụi con cây cơ gần cả mét hả? Không có chỗ nhiều không cô, tính đâu mấy chục chậu á.
Ôi thấy sâu thấy ghê quá rồi. Dạ rồi Dương. Quay Dượng dọn dẹp hồ bơi để cho có thời lượng. Cái gì cái khôi. Tại vì nước thuốc. Đổi nước. Trên đường đi về mù đường nhưng mà thích quay mấy cái cầu xa lộ như nè, đẹp ha. Mọi người theo dõi kênh Viết Kỳ Nguyễn. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.